Các em sẽ cùng cô thực hành tiếp bài số 6. Phần Communication. Trong tiết học này, chúng ta sẽ có 5 hoạt động. Chúng ta sẽ thực hành những mẫu câu để đưa ra lời hứa, making promises. Và khi chúng ta cần đưa ra lời hứa với ai đó thì chúng ta sẽ dùng hai cách sau đây. Cách đầu tiên là chúng ta sử dụng I will cộng với một động từ nguyên mẫu. Và cách thứ hai là chúng ta dùng động từ promise. Động từ này có nghĩa là hứa, thì chúng ta có thể nói là I promise cộng với một động từ nguyên mẫu có do ở phía sau, là tôi hứa làm gì đó. Cụ thể các em sẽ thực hành trong bài tập số 1. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô đọc một số từ và cụm từ có trong bài. To be on time, monk, samurai, profession, serve as teacher, professional. Get professional training. Wear, wore, traditional costume, trend. Comfort, style, camel. Expect, real, authentic, casual clothes. Baggy trousers, loose pullovers, grown, half grown hair, grilled meat. Như hồi nãy cô đã nói thì chúng ta sẽ thực hành với phần making promises, đưa ra lời hứa trong bài tập số 1. Và yêu cầu của bài tập số 1 như sau. Các em sẽ lắng nghe và đọc những bài đối thoại sau đây, chú ý vào những phần được làm nổi bật. Đó là những phần đã bôi màu vàng các bạn nhé. Trước tiên, các em sẽ quan sát vào bài và lắng nghe theo máy. 1. I will share with you the links about the ancient village of Duong Lam. Thank you. 2. I promise not to bring my dog to the picnic. Great. I appreciate it. Các em vừa lắng nghe theo máy và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô xem lại nội dung của hai bài đối thoại ngắn này. Bài đối thoại số 1 của Mike và Phong thì trong bài này chúng ta thấy có phần được làm nổi bật đó là I will. Và ở bài đối thoại số 2 của Mi và An thì chúng ta có cấu trúc I promise cộng với động từ nguyên mẫu có do. Thì hai hình thức này chúng ta sử dụng để đưa ra lời hứa. Cụ thể như sau. Phần số 1. I will share with you the links about the ancient village of Duong Lam. Tôi sẽ chia sẻ với bạn những cái đường liên kết về ngôi làng cổ Duong Lam. Và Phong nói là thank you, cảm ơn bạn. Như vậy thì trong đây chúng ta sử dụng là I will cộng với động từ share là động từ nguyên mẫu. Lời hứa trong tình huống này là tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ chia sẻ với bạn về điều gì đó. Và trong bài số 2, I promise not to bring my dog to the picnic. Great, I appreciate it. Tôi hứa là tôi sẽ không mang theo con chó tới buổi dã ngoại. Và An nói là thật tuyệt vời, tôi rất là cảm ơn. Và ở đây thì chúng ta có là động từ promise cộng với to infinitive. Do đây là phần phủ định cho nên chúng ta sẽ có là not đứng trước to infinitive. Not to bring, đó là không mang theo. Các em sẽ làm bài tập số 2 với yêu cầu làm việc theo cặp và chúng ta đưa ra những cái lời hứa cho các tình huống dưới đây. Tình huống số 1. You are going out with friends. Promise your parents to return before 9 p.m. Em sẽ đi chơi cùng với bạn của em và hãy hứa với cha mẹ của mình là trở về nhà trước 9 giờ tối. Và chúng ta có thể tham khảo phần gợi ý sau đây các bạn nhé. Chúng ta có thể dùng hai cách như ở phần số 1 mà cô đã hướng dẫn. Đó là chúng ta dùng là I will hoặc là I promise đều được. Như vậy thì cách thứ nhất sẽ là I will return before 9 p.m. Con sẽ trở về trước 9 giờ tối. Và cách thứ hai cho tình huống 1 đó là I promise to return before 9 p.m. Tình huống số 2, promise your friend that you will be on time for the performance.
hứa với bạn của em rằng em sẽ tới buổi biểu diễn đúng giờ. Thì chúng ta cũng thực hành bằng hai cách như sau các bạn nhé. Đầu tiên là mình dùng I will, thì chúng ta có cụm động từ là to be on time, là đúng giờ. Như vậy cách số 1 sẽ là I will be on time for the performance. Tôi sẽ tới đúng giờ. Và cách số 2 thì chúng ta dùng promise, sau đó sẽ là động từ to be. I promise to be on time for the performance. Tôi hứa là tôi sẽ tới đúng giờ. Tiếp theo thì cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 3. Ở phần này các em sẽ đọc những đoạn văn về các sự thay đổi và sau đó thì chúng ta nối mọi người với những cái chủ đề mà họ đang nói về. Thì chúng ta có thể thấy được ở đây mình có 3 đoạn văn ngắn. Đó là các đoạn văn của Aki. Aki from Tokyo. Aki đến từ Tokyo. Và đoạn số 2, Sensei from New Delhi, là Sensei đến từ New Delhi. Và đoạn số 3, Asim from Cairo, đó là Asim đến từ Cairo. Chúng ta sẽ lần lượt đọc từng đoạn các bạn nhé. Children used to go to temple schools, monks, samurai, doctors, and people of other professions served as teachers. Nowadays, children study in modern schools with teachers who get professional training in the subjects they teach. Trẻ em đã từng đi học ở những trường chùa, những nhà sư, samurai, bác sĩ và những người thuộc những cái nghề nghiệp khác làm giáo viên. Và ngày nay thì trẻ em học ở những trường học hiện đại với những giáo viên, người mà được đào tạo chuyên nghiệp trong các cái môn học mà họ dạy. Và chúng ta sẽ đến với phần số 2 của Century như sau. Once, it was easy to say which country a person was from because people wore their old traditional costumes. Now, trends, comfort, and style are more important. More people are wearing Western clothes like jeans and t-shirt instead. Ngày xưa thì thật là dễ dàng để có thể biết được là một người tới từ nước nào bởi vì họ mặc cái trang phục truyền thống của họ. Ngày nay thì xu hướng, sự thoải mái và phong cách là quan trọng hơn. Và thay vào đó thì nhiều người mặc theo phong cách của phương Tây như là đồ jean hoặc là áo thun. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đọc đoạn ngắn số 3 của Asim như sau. In the past, people used animals such as horses and camels for traveling. Now, airplanes, ships, and trains have replaced them. Transportation has become faster and easier. Ngày xưa thì mọi người đã từng dùng những con vật như là ngựa hay là lạc đà để di chuyển. Còn bây giờ thì máy bay, tàu và tàu hỏa đã thay thế cho chúng. Và phương tiện giao thông bây giờ thì trở nên là nhanh hơn và dễ dàng hơn. Đó là nội dung của 3 đoạn văn. Và bây giờ thì chúng ta có thể quan sát vào phần để chúng ta nối như sau. Ở cột bên trái là people thì chúng ta có tên của 3 bạn vừa rồi, Aki, Sanjay và Azim. Còn cột số 2 thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề topics, là những cái chủ đề về transportation, về giao thông, education, về giáo dục, clothes là về quần áo. Thì chúng ta xem là bạn nào nói về vấn đề gì, chủ đề nào thì chúng ta sẽ nối các bạn nhé. Trước tiên thì chúng ta thấy đó là Aki. Thì các em nhìn ở phần đầu tiên, bạn Aki nói về trường học. Trước đây thì trẻ em đi học ở temple schools. Thì ở trong những cái ngôi trường chùa đó thì có nhà sư, rồi samurai, bác sĩ và những người làm việc giống như giáo viên. Ok, còn bây giờ thì trẻ em đi học ở những modern schools, trường hiện đại, giáo viên thì được đào tạo bài bản với những cái môn dạy của mình. Cho nên chúng ta sẽ nối Aki với education các bạn nhé. Tiếp theo là của Sanjay. Thì ở trong đoạn văn ngắn số 2, các em thấy bạn ấy nói về traditional costumes. Trước đây thì rất dễ dàng nhận ra một người đến từ nước nào bởi vì là họ mặc cái trang phục truyền thống của mình. Tuy nhiên thì bạn ấy nói là ngày nay thì theo trends là xu hướng này, rồi sự thoải mái và phong cách thì quan trọng hơn và mọi người thì mặc những cái trang phục theo kiểu của phương Tây như là quần jean và áo thun. Như vậy thì đó chính là quần áo, trang phục. Cho nên chúng ta sẽ nối cho cô số 2 với clothes. Tiếp theo đó là bạn Azim. Thì nằm ở đoạn số 3, bạn ấy nói về traveling và transportation.
Ngày xưa thì mọi người có thể sử dụng những con vật như là horses hay là camels để di chuyển. Còn ngày nay thì có máy bay, rồi tàu hoặc là thuyền, và giao thông bây giờ thì trở nên là faster and easier. Cho nên chúng ta sẽ nối cho cô Asim với transportation các bạn nhé. Ok, bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 4 như sau. Ở phần này các em sẽ làm việc theo nhóm, chúng ta đọc lại các đoạn văn trong bài tập số 3 và mình sẽ thảo luận cho cô với các nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, what aspects of life in the past you want to experience? Những cái khía cạnh nào của cuộc sống ngày xưa mà em muốn trải nghiệm? Và nội dung thứ hai, what change you think is for the better? Why? Và những thay đổi nào thì em nghĩ nó là tốt hơn và tại sao? Thì chúng ta có thể nói từng ý một, hoặc là các em có thể gom hai ý này vào chung một cái phần nói cũng được các bạn nhé. Cô sẽ gợi ý cho các em ở hoạt động số 4 như sau. Ví dụ ở đây là ba bạn nói chuyện với nhau, bạn A, bạn B và C. Chúng ta có thể thấy là ở đây thì có hai bạn có quan điểm giống nhau và một bạn thì khác. Và chúng ta sẽ để ý xem là các bạn ấy nói gì các em nhé. I want to learn in a temple school to have monks, samurais, doctors as teachers is a very interesting experience. I have the same wish, but those people are not real teachers and maybe they do not know how to teach. But their knowledge and skills are real, authentic. I prefer modern schools. I want to learn with teachers who have professional training. I think the change is for the better. Và chúng ta cùng xem nội dung mà ba bạn này đã nói cùng nhau. Đầu tiên thì bạn A nói là tôi muốn học ở ngôi trường chùa. Ở đó có các vị sư, samurai, bác sĩ. Làm giáo viên đó là một trải nghiệm thật là thú vị. Tôi cũng có cùng ước muốn với bạn. Như vậy thì bạn A và B giống nhau. Còn bạn C thì nói là nhưng những người này thì không thực sự là giáo viên và có thể là họ không biết dạy như thế nào. Và bạn B thì lại nói bảo vệ cái ý kiến của mình. Đó là nhưng mà kiến thức và kỹ năng của họ thì rất là thực tế và đáng tin cậy. Và bạn C nói như sau, tôi thì thích những trường học hiện đại hơn, tôi muốn học với những giáo viên, người mà được đào tạo chuyên nghiệp và tôi nghĩ rằng sự thay đổi đó là tốt. Đó là nội dung thảo luận của ba bạn để cho các em tham khảo trong hoạt động số 4. Còn bây giờ thì cô trò chúng ta sẽ chuyển qua bài tập số 5. Ở bài tập này các em sẽ làm việc theo cặp, đọc danh sách dưới đây, nói với bạn của em xem là cái nào trong số những điều này thì được giữ nguyên và cái nào thì đã được thay đổi trong 5 năm. Và chúng ta ghi chú lại câu trả lời của bạn mình, sau đó thì thuật lại trước lớp. Trước tiên thì chúng ta cùng đọc những nội dung ở trong list như sau. Your style of clothes. Phong cách về quần áo của bạn. Your eating habits. Đó là thói quen ăn uống của bạn. Your hobbies, sở thích của bạn. Your favorite actor, diễn viên mà bạn yêu thích, hay là ca sĩ mà bạn yêu thích, hoặc là cuốn sách hay là cuốn phim mà bạn yêu thích. Chúng ta có thể thấy rằng ở hoạt động số 5 thì các em sẽ có hai nhiệm vụ chính. Sau khi mà các em đọc về cái list này rồi, thì việc đầu tiên là trong 4 cái ý này thì chúng ta thấy là cái gì mà nó còn được giữ nguyên, cái gì mà nó đã thay đổi trong 5 năm. Và nhiệm vụ số 2 của bài số 5 này, đó chính là chúng ta sẽ ghi lại câu trả lời của bạn và mình sẽ tường thuật trước lớp, có nghĩa là chúng ta sẽ đứng lên thuyết trình trước lớp các bạn nhé. Và ở trong ý số 1 thì đương nhiên là mình phải đổi vai rồi, có nghĩa là mình nói với bạn về những cái điều giữ nguyên và những điều thay đổi trong 5 năm, thì đương nhiên là sau đó bạn cũng sẽ nói với mình về ý của bạn. Rồi chúng ta mới có nội dung để các em ghi lại và thực hành trong nhiệm vụ số 2 các bạn nhé. Và ở bài tập số 5 này thì cô sẽ gợi ý cho các em rất là chi tiết về hai nhiệm vụ như sau. Cô ví dụ là bạn Lan đưa ra những cái câu trả lời của mình trong phần số 1 như sau. Và ở đây thì cô đã viết rất là rõ ràng cho các bạn. Ý số 1 đó là những cái mà đã thay đổi. Ý số 2 đó là những cái mà được giữ nguyên. Phần số 1 đó là những cái mà đã thay đổi. Thì bạn Lan có thể nói như sau. I have been some changes in my style. Tôi có một vài sự thay đổi trong cái phong cách của mình. Clothes, hair and some other hobbies. Đó là về quần áo, về tóc tai và một số những sở thích khác. Phong cách về ăn mặc. I like baggy trousers and loose pullovers. Tôi thích mặc quần baggy và áo chui cổ.
Về tóc tai thì tôi để tóc dài. I have grown my hair. Về sở thích thì bạn Lan nói là tôi đọc truyện ngôn tình và tiểu thuyết thay vì là truyện tranh của Nhật Bản. I read romantic stories and novels instead of Japanese picture books. Và tiếp theo ở phần số 2, the things that have remained the same, những thứ mà được giữ nguyên, đó chính là thói quen ăn uống, eating habits. I like grilled meat and ice cream. Tôi thích thịt nướng và kem. Và tiếp theo thì đến nhiệm vụ số 2 các bạn nhé, đó là phần trình bày trước lớp. Như vậy thì các em cứ tưởng tượng rằng ở nhiệm vụ số 1 chúng ta đã ghi lại được những câu trả lời của bạn Lan rồi, thì đến nhiệm vụ số 2 chúng ta sẽ thuật lại trước lớp như sau. There have been some changes in Lan's lifestyle. The first change is in her style of clothes and hair. She wears more casual clothes like baggy trousers and loose pullovers. She has grown her hair. Her hobbies have changed too. She does not read Japanese picture books anymore. She reads romantic stories and novels. However, her eating habits remain the same. She likes grilled meat. She likes ice cream too. Có một vài sự thay đổi trong phong cách sống của bạn Lan. Thay đổi đầu tiên trong phong cách của cô ấy đó là về quần áo và tóc tai. Cô ấy mặc những loại quần áo thoải mái hơn như là quần baggy và áo chui đầu. Cô ấy để tóc dài. Và những sở thích khác của cô ấy thì cũng thay đổi. Cô ấy không đọc truyện tranh của Nhật Bản nữa, mà cô ấy đọc những truyện ngôn tình và tiểu thuyết. Tuy nhiên thì thói quen ăn uống của cô ấy vẫn giữ nguyên. Cô ấy thích thịt nướng và cô ấy cũng thích kem nữa. Đó là phần gợi ý để chúng ta thuyết trình về nội dung của hoạt động số 5 mà cô vừa hướng dẫn cho các em. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong bài học ngày hôm nay, phần Communication của bài số 6. Cảm ơn các em đã xem video. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo.